giới thiệu với các bạn một resort nghỉ dưỡng ven sông Sài Gòn cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 25 km, cụ thể nằm ở Củ Chi. Để xe đâu đây? Nào cùng gia đình mình khám phá nhé. Hiện tại gia đình đang check in để nhận phòng. Hello mọi người, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cái resort ven sông ở Củ Chi, cụ thể là đường Phạm Chí Trích, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi các bạn. Resort tên là Kim Ngọc. Mình lướt Facebook mà thấy gợi ý thôi, quảng cáo thôi. Cho gia đình đi, các bé đi tắm hồ bơi chứ còn ngắm sông thôi chứ cũng không có biển để chơi. Thì đây mình sẽ review ha. Mà phòng thì khá đẹp. Lại nãy mình vô nhìn phòng rồi, lát nữa mình sẽ quay sau. Còn bây giờ đây là cái khung cảnh mặt tiền của resort. Nếu mà gia đình đi xe thì đi xuống hầm luôn nha, gửi luôn đó, hầm xe dưới đây nè, chứa được cũng mấy chiếc á. Rồi đây là xong rồi, lên lầu 1 là làm lễ tân dành phòng. Rồi đây là hồ bơi. Thì hiện tại resort chưa có buffet nên mình sẽ đặt món, đặt giá phòng á thì họ miễn phí cho phần ăn sáng, ví dụ như là ốc la, là phở, là hủ tiếu, bún bò gì đó. Còn ăn cái gì á, món gì á thì sẽ đặt món cho nhà hàng theo menu á, rồi họ sẽ nấu. Mình có thể ăn tại phòng hoặc là ăn nhà hàng hoặc là ăn bên quán cà phê ven sông, cũng thuộc của resort hết. Rồi bây giờ gia đình mình đi nhận phòng. Mình ở phòng 303, đi thang máy là lên. Và mình sẽ review sơ qua cái phòng cho các bạn xem. Theo mình là phòng khá rộng rãi, view nhìn ra sông Sài Gòn cũng đẹp lắm các bạn, nhìn thấy hồ bơi luôn. Ôi phòng đẹp ha. Ôi phòng view hồ bơi luôn. Chỗ có ô lông luôn. Ý da, đẹp chưa? Như mình giới thiệu đó, nhà hàng chưa có buffet nên sẽ gọi món ăn, mình nên đặt trước món ăn. Họ có menu cho mình, ví dụ từng món gì đó để mình gọi ăn cơm tối, cơm trưa gì đó. Còn ăn sáng thì cũng đặt để ngày mai buổi sáng người ta sẽ chuẩn bị. Đây là view của cái phòng của mình ha, nhìn xuống hồ bơi. Kế hồ bơi là cái nhà hàng của resort á, và bên kia là sông Sài Gòn và bên kia nữa là thành phố Thủ Dầu Một các bạn. Mình đi khám phá cảnh của resort nha. Đây, một tiểu cảnh ngựa, xe ngựa kéo. Tất cả khu này là của resort hết. Vườn cây. À có thú, có vườn thú luôn rồi. Đệ tử mình nói có vườn thú luôn. Anh đi tìm chạm chứ rồi. Hồi chim gì đuôi dài dưới ta. Wow, ôi dồi ôi. Hình ảnh của chí bèo và thị nở. Rồi. Ôi, con cá sấu nữa hả? Con gì vậy? Con chết cá. Cái gì giống cháy con kỹ vậy á? Đây, họ có nuôi cá sấu đây nè. Nhốt nhỏ thôi, cá sấu hơi nhỏ thôi. Mới đây trong kính mờ quá không thấy. Ồ, chó bị nhốt luôn. Này là không phải thúi thú mà là giống như chó bị căn nhà nhưng mà có du khách đó, nên phải nhốt lại. Ôi, chạy kìa. Mấy là mấy ngóng à. Kìa, sắp. Xin ăn á. Nè, nè là hồ nước à, có giống như thiết kế như mấy quán nhậu mà tròi á. Này là đường đi thôi, còn ở bên kia là ngồi mấy quán ăn tròi tròi lá gì đó ha. Bóng bên kia là pizza, đối diện là câu lạc bộ pizza buổi sọt luôn. Nói chung là tiểu cảnh kiểu như là vườn vậy đó. Khoái rồi nè. Trời ơi mấy con này giống như kỳ nhông á hả, kỳ nhông đó, mấy con. Ở khu này là cà phê ven sông. Thì nghe họ nói giới thiệu là của resort luôn. Thì mình ăn uống gì đó mình có thể đặt, mình ăn ở đây thì họ sẽ
đưa món ăn qua đây ăn, hoặc là ăn ở nhà hàng của họ, hoặc là ăn ở tại phòng. Đây, đây là một cái góc của nhìn từ bên sông nhìn qua khách sạn resort. Nghe resort thì sang lắm nhưng mà không có biển nha. Chỉ là resort sông thôi. Mít mà sóc cái sầu riêng tàu lao. Rồi đến đây là cái tiết mục thích nhất của các bé nhà mình. Đi resort kiểu là tắm hồ bơi thôi. Chơi, các bạn chưa biết bơi thì chơi bắn xuống nước, chơi lội lội cho nó vui thôi các bạn. Trong khi vui chơi này là mình đã đặt món ăn để resort chuẩn bị bữa tối cho gia đình mình rồi. Chơi bời tắm rửa xong rồi ra nhà. Gia đình đi ăn tối đây. Đặt món ăn xong rồi bảo là ăn ở nhà hàng hoặc là ăn ở ngoài bờ sông. Đây là đây nhà hàng của resort khách sạn nha các bạn. Cũng không có rộng lắm. 3 thì mình thấy view sông đẹp hơn. Tại vì bên sông nó có quán cà phê đèn sáng nên đây đặt là ăn ở bên quán cà phê bên sông thì nhà hàng sẽ bưng đồ ăn qua cho mình. Hay đi ra ngoài coi xem. Bên kia là phố xá nhìn cũng đông đúc vui nha các bạn. Đấy coi nè, đẹp không? Ô cà phê mát lắm nha. Rồi bố quay giờ có một cái cầu trượt và cầu trượt cầu tuột rồi xoay xích đu. Mỗi một khu vực là của resort luôn nha các bạn. Còn đây là view ăn tối kế bên sông Sài Gòn nè các bạn. Nhìn thơ mộng không? Ngắm lục bình trôi, cảm giác rất là bình yên, thơ mộng, yên tĩnh, mát lạnh. Món ăn đã chuẩn bị sẵn thì đồ dùng đơn giản bữa ăn gia đình thôi, canh chua, mực xào, gà chiên, nước mắm vậy. Đây là buổi sáng khi thức dậy, nhìn rất là yên tĩnh các bạn. Gia đình sửa soạn này chuẩn bị đi ăn sáng và chơi bời một lúc nữa rồi sẽ trả phòng đi về. Đây nhà hàng của resort đây. Chỉ mấy bạn thôi. Tôm hùm. Cũng có thiết kế cho làm buffet nhưng mà nhà hàng nói là chưa có phục vụ buffet tại vì số lượng khách thì chưa có nhiều nên ăn sáng là chủ yếu gọi món và họ hỗ trợ miễn phí một số món như là ốp la, bún bò, hủ tiếu, beef steak gì đó. Nhà hàng kế hồ bơi nha. Quay mà cứ bố ơi quá. Bữa sáng này đã được tính trong giá vé phòng rồi nha các bạn. Nói chung là đặt trước để người ta chuẩn bị. Kết thúc một buổi nghỉ dưỡng ở resort ven sông. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.